Hello, mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Không biết bây giờ hai mấy Tết các bạn có mua mai, mua bông cúc, bông đào, bông huệ rồi chưa? Thì năm nay nhà mình các bạn thì mình Tết nay mình mặc áo vàng nè, đi xe vàng nữa là khỏi cần mua mai mua gì cho các bạn. Rồi, thì sáng hôm nay các bạn thì mình muốn đi ra ngoài chợ các bạn để mua một số đoạn nha. Để về hôm nay mình sẽ nấu cái món ăn gì đó để đãi cho bọn bạn các bạn. Rồi mời các bạn cùng đi chợ với mình nha. Wow. Mấy ngày mai đây nè. Bây giờ là búp hết rồi các bạn. Bây giờ về mua về là chân Tết là rất là ngon nha. Nhìn đã quá hả? Đúng là thật sự Tết là chỉ có mai thôi nha. Bây giờ bà con cô bác đang lựa quá trời kìa. Đó, có hai cái bên này bự nè. Bên đây thì bán cái trái gì lại ra? Trái gì ngộ ra? Trái hạnh. Dạ. Trái hạnh. Trái hạnh đó nó bông bông vậy hả? Này là tắc nè. Trái hạnh nó ngộ ha, bông bông nè. Đi chợ cho một chút xíu thôi các bạn mà đem quá trời đồ luôn nè, về là nấu món vớt nha. Vô lấy xe nó về vớt thôi. Các bạn có thấy bà ngoại mình khỏe không? 93 tuổi mà giờ còn ngồi lặt rau được phải không? Lặt rau phụ mình nữa. Này canh chua rau nhúc. Rồi với lại cá kho tộ. Thử xem hôm nay như thế nào. Hôm nay thì chắc bể nồi cơm các bạn. Tại vì nấu canh chua cái món mình ưa thích nữa. Tại vì mình thích ăn, rất thích ăn canh chua nha. Canh chua với cá kho là mình rất thích ăn. Thì canh chua hôm nay mình nấu với món ruột của mình nữa. Bông súng với lại rau nhút nha. Chắc nước ra, bỏ vô gỗ. Nhìn cái bông súng mình bây giờ thấy ngon không? Bây giờ mình nấu cho nước sôi lên gần chín á. Mình bỏ cái bông súng vô khoảng vài phút rồi các bạn. Cho bông súng nó mềm xuống là được rồi nha. Rửa rau xong rồi vô chỉ là việc bắt cá lên. Nấu canh chua nó lụm quá đã luôn. Còn đây thì là mấy khứa cá bông lau nãy mình mua nè các bạn. Thật sự mình rất thích ăn cá này nha. Nhưng mà mua vài ba khứa ăn cho đủ hôm nay các bạn. Nếu mà mua dư nhiều quá ngày mới nó hết ngon nha. Cá này phải ăn trong ngày nó mới ngon. Các bạn nhìn thịt nó nè, nó rất là ngon nha. Tại vì cá này là cá thiên nhiên á, thịt nó ăn rất là ngon, nó không có mỡ nè. Nhìn đảo các bạn, cứa cá nhìn trong khe à. Về đây chứ là ăn được mấy món cá này là rất là ngon. Cái món cá kho của mình hôm nay á thì không thể nào thiếu cá các bạn. Rồi thêm hành, rồi thêm tỏi nha, với ớt nha. Thì mình kho xong các bạn, mình sẽ gắt tiêu lên nữa là xong món nha. Tại vì cái món cá các bạn mình kho riu riu từ nên mình sẽ kho trước xong mình đó mình nấu canh chua sau nha. Bây giờ thì cái món cá mình sẽ bắt đầu vào chế biến nha. Chảo nóng quá nóng luôn rồi. Mình để lửa cao quá nên cái chảo nó bị nóng nha. Rồi, vô. Mình kho cá các bạn lúc nào mình cũng vậy nha. Mình sẽ phi tỏi trước rồi xong mình mới kho. Hôm nay mình sẽ trổ tài nấu cho bà ngoại mình một bữa ăn nha. Đi lâu lâu đi xa về phải có hiếu được bữa nào thì hay bữa nấy các bạn ơi. Tại vì bà ngoại mình cũng lớn tuổi rồi. Thì làm được gì cho bà ngoại thì làm. Giống như hồi xưa bà ngoại nuôi mình hồi nhỏ tới lớn vậy đó. Bây giờ thì mình lớn rồi, mình sẽ nấu lại cho bà ngoại mình ăn. Nhưng mà mình không nấu được nhiều, cũng được chút đỉnh. Quậy cho đều lên nha. Quậy cho đều cái nồi không hợp mình lên. Mình cho gia vị nó thấm đều vào nhau. Kế tiếp mình bỏ cá vào nha. Bỏ ngay cái xèo nè. Mình để lại lửa lên xíu cho nó thấm vào cá. Đó, nhìn đã không? Bỏ từng khứa. Lăn qua lăn lại nè. Cái chảo này kho vừa ba khứa luôn. Nhìn lên màu liền. Mình kho với nước dừa các bạn cho nó ngọt nha. Bỏ xíu nước dừa vô. Kho cá thì một chút nước dừa thôi. Còn nhiêu thì mời các bạn nha. Uống nước dừa.
quá ngọt luôn. Dừa này dừa xiêm ngọt lắm, tại dừa tháng này nè, tháng nắng nè nên dừa rất là ngọt các bạn. Về quê không thích gì nhiều, chỉ thích uống nước dừa mỗi ngày các bạn ơi, rất là ngon. Mình làm đã ăn xong mình sẽ ăn cùng với bà ngoại mình, để cho bà ngoại mình chấm điểm coi cháu của bà ngoại mình sau bao nhiêu năm xa quê về coi làm đồ ăn có ngon không không nha. Hôm bữa thì mình có nấu cháo rồi, thì cháo thì rất là đơn giản. Mấy cái món này nè, ăn mấy bà ngoại mình mới thích nè, tại bà ngoại mình rất thích là cái món cá kho. Nên mình hôm nay mình sẽ kho cho bà ngoại mình ăn cá kho tộ. Nhìn cái nồi cá kho là đói bụng rồi. Chút xíu nữa thì xong mình bỏ hành đồ vô, rồi bỏ thêm mấy lát ớt vô nó trời trời. Bữa nay thì chắc bà ngoại mình sẽ thương mình lắm đây. Năm nay thì nhà mình được mấy cây mai nè. Mai lúc này thì cho búp búp hết trơn rồi, chắc nở chắc kịp Tết á. Hết nhìn mai giờ bông đã quá trời đã luôn nè. Cây này thì mình cha mình mới mua được mấy ngày nè, thì bông cũng rất là nhiều nha. Mới mua chưa có xuống đất nữa. Trời, để đây đi qua Tết xuống luôn. Bông quá trời bông nè. Còn bên đây thì mẹ mình mới mua một mớ bông giấy nè các bạn. Bông giấy thì ở bên đây người ta làm hay quá trời hay luôn ta. Bông giấy ghép lại màu hồng nè, với lại màu trắng nha, nhìn rất là đẹp nha. Đây lai lai nè. Bên đây thì một số lan nè. Số lan nè, không biết lan này có đột biến hay không mà sao nhìn cái màu lan nhìn mắc cười quá hả? Wow, chắc lan đột biến quá. Nhìn quá đã luôn. Ở đây thì cha mình có mua cây bông trang nè. Thì mua cây bông trang các bạn được tặng thêm một mớ rau nè nha. Rau càng cua nè. Nhìn mình tưới mỗi ngày các bạn, bây giờ nhìn nó ngon quá trời ngon luôn ha. Cái này thì lát nữa chắc bẻ vô chấm với thịt, chấm với cá kho ăn rất là ngon nha. Rau này thì mình phải hái ăn nha, để thôi nó già ổn. Mình hái ăn mình sẽ gung cái hột lại cho nó lên lại các bạn. Các bạn nhìn nồi cá kho mình như thế nào, có đói bụng hay không? Hấp dẫn các bạn. Giờ mình sẽ cho hành vô nha, gắt hành đồ vô cho đều là nhìn quá ngon rồi. Nhìn cái nước sạch rồi, cho hành vô hết luôn. Các bạn thấy rau của mình ngon không? Hay là rau bông súng nè nha, bông súng nè, nãy mình mua đó, với lại cái cô kia cho một mớ rau thơm nữa nè. Thì bông súng thì nấu cái anh chua với cá lóc thì rất là ngon. Còn đây thì gỗ rau ăn chín của mình hôm nay, rau nhút. Còn đây không thể thiếu nha, cá nè, cá lóc đồng nè. Mình làm một con thôi là đủ ăn rồi, tại vì nhà mình không có nhiều người. Nhiều bạn hỏi cha mẹ mình ở đâu không thấy, thì thật sự cha mẹ mình ở trong tiệm các bạn, trong quán hôm bữa mình có đi quay á, ở trong tiệm nha. Thì ba mẹ mình ăn uống ngủ ở trỏng luôn, còn mình thì ở ngoài này với bà ngoại nên ăn uống ngoài này luôn, nên chạy tới chạy lui, khỏi chạy tới chạy lui các bạn. Cá lóc là đặc sản là của miền Tây các bạn, thật sự cá lóc rất là ngon. Ở ngoài mấy cái miền hôm bữa mình đi về miệt bà nội mình á, thì cá lóc thì ít ai ăn nha. Tại ngoài đó cá biển ăn ngon hơn nên ta không chịu ăn cá lóc. Ngoài đó cá lóc thì cá lóc đồng ở đây ăn. Còn trong miền Tây mình á, thật sự là cá lóc đồng mọi người rất thích ăn nha. Tại vì cái thịt nó ngon, nó ngọt, với lại nó chế biến được nhiều món nữa. Chẳng hạn như nấu bún nước lèo nè, rồi nấu lẩu nè, rồi nấu các kiểu, rồi làm mắm được luôn. Với lại cái thịt của nó các bạn, nó ngọt mà nó không có bị phong nha. Thịt cá này nó rất là hiền, nên mấy người lớn tuổi người ta, với mấy người mà giống như bị ngứa rồi các bạn, rất thích ăn cá lóc nha. Tại cá lóc nó rất là hiền, nó không có phong ngứa nên người ta chọn cá lóc là thường xuyên. Thật sự các bạn, đi ra ngoài đường á, mình đi ăn sơn hào hải vị thì nó rất là ngon nha. Nhưng mà nó ngon tạm thời nha. Nhưng mà ở nhà các bạn nấu cái món ăn như vậy nè, nó ngon mới là mãi mãi nha. Vừa ăn vừa trò chuyện với gia đình, thật sự không khí như vậy ấm cúng thì còn gì bằng nữa. Cá lóc á thì ngọt sẵn rồi, nên mình dằn thêm một chút đường thôi nha. Tại vì ăn đường nhiều quá thì cũng không tốt đâu, mình cho chút xíu đường thôi. Cái mà làm cho hương vị canh chua của mình mặn nồng hơn là sẽ cho nước mắm vào nha. Tại vì trong nước mắm cũng có cá nữa, nên cá gặp cá thì sẽ thành cá bự. Cá biển, cái này là cá biển các bạn, gặp cá nước ngọt nha, thì hai cái nhập lại thì sẽ thành cá phi nha. Tại cá phi nó sống nước mặn nước ngọt cũng được các bạn. Chừng nào ăn hả bỏ rau chứ không ạ?
chừng nào ăn hả bỏ rau vô hả? Chừng nào mình ăn hả bỏ rau vô ha? Ừ, chút xíu nữa ăn hả? Ngoài đói chưa? Đói nhiều chưa? Chưa hả? Ừ. Dạ, chờ chút xíu ha. Ừ. Quá tuyệt vời, bây giờ mình tắt nha. Rồi các bạn, sáng giờ thì mình cùng các bạn đi chợ mua đồ ăn để về nấu một bữa ăn cho bà ngoại mình ăn. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng ăn cơm với hai bà cháu mình nha. Hôm nay thì mình sẽ phục vụ cho bà ngoại mình chu đáo luôn. Thường thường các bạn thì bà ngoại mình có một chén à, hôm nay biết mình nấu cái món này bà ngoại được mấy chén nha. Dạ ăn bà ngoại, cảm ơn. Ăn nước canh chua ngoại, nấu không chua không đâu ha, miếng à chút thôi cho nó gì mềm mềm như vậy em. Hai bà cháu mình chắc hôm nay chắc bể bụng luôn rồi. Mình nấu biết bữa nay ngon không nha, để cho bà ngoại mình thưởng thức nha. Nếu không ngon mai mốt bà ngoại mới cho vô bếp nữa sao. Rồi ăn ngoại ơi. Ngoại dạ rồi ngoại mời ngoại à. Ăn ngoại dạ. Con ngoại ăn dạ. Hôm nay thì bình thường thì mình với con mình ăn đua, thì hôm nay mình với bà ngoại mình ăn đua nha. Thử coi ai ăn được nhiều chén nha. Ngoại ăn hai chén nha. Ngoại mình thích ăn canh chua có đầu cá nè các bạn. Ngoại để đây nha. Có đầu ngoại. Cá này quá đã luôn, cá lóc đồng. Đó, các bạn nhìn cá bông lau kho này rất là ngon nha. Rồi mình xin mời tất cả mọi người trên kênh YouTube của mình dùng bữa cơm nha. Vừa ăn rồi. Ăn này cắn chết nữa. Quá đã. Ăn cá nhiều nhiều ngoài. Quá trời cá luôn á. Canh chua mà bông súng với lại rau nhút thì thứ gì chịu nổi. Ngon ngoại. Ngon. Ngon hả? Mẹ muốn nấu nữa ha. Ăn thêm đâu ngoại? Thêm đi ha. Hả? Ngoại thêm nữa không? No hả? Ăn cá không ạ? Cá lóc mà nó ăn chua thì ăn rất là ngon các bạn. Cá lóc nó chế biến được nhiều món ăn lắm. Nấu cháo nè, rồi kho tộ nè, nấu canh chua nè. Nói chung là nấu lẩu đó các bạn, làm được nhiều món nha. Thật sự mình về Việt Nam mình chỉ thích ăn cá lóc với lại trong là các bạn hay có thứ cá này mình ăn một tháng cũng không ngán đó nha. Bà ngoại mình ăn mới có một chén là no rồi. Thôi hả? Ăn thứ cá nào ngoại? Thêm nữa không? Ăn đầu cá đi. Bà ngoại thích ăn đầu cá đó các bạn. Ăn cái nguyên cái đầu này nè. Ăn nó cái gì? Cái mang mà. Bỏ nó nhảy. Bỏ nó đi. Nhảy thêm cái đầu nó đi. Thôi hả? Đó, mình thích ăn bông súng với lại rau nhút nha. Ngon không? Ngoại ngon. Ngon hả? Dạ hả? Rồi thì sáng giờ mình cùng các bạn đi mua đồ ăn rồi về nấu ăn để đãi bà ngoại mình này. Bà ngoại mình khen ngon là mình vui các bạn. Rồi cảm ơn các bạn sáng giờ cùng mình đi chợ để mua đồ ăn nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Nếu các bạn thấy hay nhớ cho mình một like và chia sẻ các bạn ơi, để cho mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Rồi bye bye các bạn. Bye bye. Bye ngoại. Bye. Bye. Bye.